Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi xem clip vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn, nhiều ý kiến nhận định lỗi đầu tiên thuộc về tài xế ô tô con vượt ẩu. Ngoài ra cũng đặt vấn đề có một phần do lỗi thiết kế tuyến đường. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế do ô tô con 7 chỗ va chạm với xe đầu kéo đã khiến 3 người tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều clip trích xuất từ camera giám sát hành trình được chia sẻ lên mạng xã hội. Xem clip phản ánh các góc độ của vụ việc, nhiều ý kiến nhận định lỗi đầu tiên thuộc về tài xế xe con. Ngoài ra cũng đặt vấn đề có một phần do lỗi thiết kế đường bất hợp lý. Từng đi qua tuyến đường này, luật sư Nguyễn Doãn Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, lỗi đầu tiên thuộc về tài xế xe con khi vượt phải, vượt trên đoạn đường giao nhau chỉ có một làn xe, xe con khi vượt cũng không có tín hiệu xin vượt, tại thời điểm vượt lại có xe đi ngược chiều, điều này rất dễ gây ra tai nạn. Ngoài ra, cao tốc Cam Lộ La Sơn chỉ có hai làn xe, mỗi bên một làng và không có giải phân cách cứng nên nguy cơ tai nạn rất cao. Đây là đoạn tuyến cao tốc duy nhất ở miền Trung có thiết kế mỗi bên hai làn xe ở những đoạn cho phép vượt. Việc mỗi đoạn cao tốc trên tuyến đường này có thiết kế và hướng dẫn tham gia giao thông khác nhau khiến cho những tài xế còn non tay, khó nắm bắt và xử lý, rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Cụ thể, với đoạn cao tốc Hòa Liên La Sơn dài 66 km giai đoạn 1, mỗi bên một làn đường cho phép vượt ở những đoạn vạch đứt. Với đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98 km cho phép vượt ở những đoạn hai làn đường, vậy nên tài xế phải làm quen liên tục khi di chuyển, luật sư Hùng dẫn chứng. Một bàn đọc nêu băn khoăn, tôi không hiểu đơn vị làm đường cao tốc tại sao lại bố trí làng nhập làng, đúng nút thắt cổ chai như thế này, như thế, xe nhập làng làm sao đủ thời gian điều chỉnh tốc độ? Liệu đây có phải là một trong những tác nhân gây ra vụ tai nạn? Tương tự, một người dùng mạng xã hội nhận thấy trước đoạn xảy ra tai nạn, đường bị gộp từ ba làng thành một làng quá nhanh, tài xế non tay có thể bị hoảng. Trước khi đến đoạn đường gộp làng vài trăm mét, trên mặt đường không có mũi tên báo hiệu cho tài xế biết sắp đến đoạn đường gộp làng. Tài xế nào đi đoạn này nhiều thì biết và chuyển làng. Ai chưa từng đi qua sẽ không biết và rất dễ bị bất ngờ khi đến đoạn đường gộp làng. Nếu chỉ dùng biển báo cấm bên lề đường thì không đủ vì đôi khi tài xế không chú ý biển báo, người này viết. Cũng cho rằng đoạn đường này thiết kế như vậy sẽ quá nguy hiểm. Bạn đọc Lê Tam Hoang kể từng bất ngờ suýt dính tai nạn vào ban đêm khi có ý định vượt xe container. Đang chạy nên không chú ý, mà đường thiết kế bóp làng lại nhanh quá. Chỗ này cực nguy hiểm. Nếu ở đây còn hai làng thì không có vụ tai nạn vừa rồi đâu. Bạn đọc Tam Hoang bày tỏ. Liên quan đến cao tốc Cam Lộ La Sơn, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các khu quản lý đường bộ, công an các đơn vị địa phương tổ chức khảo sát toàn bộ 11 tuyến cao tốc và đoạn La Sơn Cam Lộ đang khai thác sử dụng. Qua đó đã phát hiện 7 đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng như không có giải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế. Trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn La Sơn Cam Lộ thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam, phía đông chỉ hai làn xe, bề rộng đường 23 m không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, đoạn đường tương đương đường cấp 3 đồng bằng, công văn của Bộ Công an nêu. Theo Bộ Công an, một số tuyến đường trong quá trình khai thác sử dụng chất lượng bị xuống cấp hằng lúng, lưu thông không êm thuận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục sửa chữa, trong đó có đoạn cao tốc La Sơn Cam Lộ. Đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay. Điều này dẫn tới nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và ủng tắc giao thông kéo dài để khắc phục tình trạng trên bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu hạ cấp khai thác đoạn tuyến cam lộ la sơn đảm bảo đúng quy định nguyên nhân thực tế hiện nay tuyến cam lộ la sơn và tuyến la sơn túy loan có kết cấu hạ tầng và hệ thống tổ chức giao thông giống nhau nhưng công bố khai thác khác nhau không phù hợp với việc bố trí lực lượng và khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhiều hành vi vi phạm được quy định xử phạt mức cao đối với đường cao tốc nhưng không quy định xử phạt đối với đường cấp 3 đồng bằng dễ gây khiếu kiện khi thực hiện xử lý vi phạm. Mặt khác, phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến này đã hết hạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 đến nay, tháng 10 năm 2023 chưa có phương án mới thay thế nên hệ thống báo hiệu giao thông không còn hiệu lực để phục vụ khai thác hoạt động giao thông và xử lý vi phạm giải quyết tai nạn giao thông, công văn của Bộ Công an kết luận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện nêu khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2 tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A 48567 đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C 13659 khiến ba mẹ con ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục đường Bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành giả soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chỉ thị số 10 và công điện số 10 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội Xuân năm 2024 bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ quán triệt ngành giao thông vận tải tăng cường giả soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn rừng khẩn cấp trong đó bộ giao thông vận tải cần đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị số 10, chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên công an các đơn vị có liên quan cần xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới cũng theo yêu cầu của thủ tướng lãnh đạo các địa phương chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời hiệu quả để đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản cho nhân dân